quý vị, đoạn đường trục khu đô thị Mê Linh nối giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2016 với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. Tuyến đường được đưa vào sử dụng được cho là góp phần giải quyết nhu cầu giao thông giữa hai tỉnh Hà Nội và Vĩnh Phúc. Thế nhưng sau hơn một năm đưa vào sử dụng, đoạn đường dài 12 km này vẫn hoàn toàn không có đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. 19 giờ 30 phút tối, tuyến đường trục khu đô thị Mê Linh nối từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội chỉ có ánh sáng của phương tiện tham gia giao thông. Không có đèn đường, các phương tiện giao thông luôn phải sử dụng đèn pha và bấm còi inh ỏi. Tình trạng này đã diễn ra kể từ ngày tuyến đường này được hoàn thành. Theo quan sát của phóng viên, mật độ phương tiện tham gia giao thông của tuyến đường này khá đông. Từ ngày làm trong con đường này thì ngày nào cũng đi, và cũng từ lúc làm con đường này xong thì từ ngày làm đến giờ là cũng chưa có đèn khi nào cả. Không có thì tối thì phải chấp nhận thôi. Tất nhiên là vẫn là nguy hiểm, xảy ra rủi ro cao hơn. Nếu như mình có đèn ánh sáng ở đường thì rủi ro nó thấp, mình có thể phát hiện được vật cản từ xa. Toàn bộ đoạn đường chạy qua địa phận huyện Mê Linh dài 12 km, có hơn 10 điểm giao cắt ngã ba, ngã tư. Không có đèn đường và cả không có các cột đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra va chạm, khiến người dân lo sợ mỗi khi phải đi qua tuyến đường này. Người ta đi làm hay đi về muộn, nhiều khi là xe cộ là người ta cứ bon đường, đường mới thì họ chạy, nhiều khi là xảy ra tai nạn cũng khá nhiều. Mà lặng ở tại cái điểm này thôi cũng đã có người tử vong rồi. Bởi vì đường này là đường ô tô đi lại nhiều, không có đèn đường là cực kỳ nguy hiểm. Đấy, nó rất phức tạp, lúc lúc mà mình không thể tránh được những cái rủi ro khi trên đường, lúc trời mưa hoặc là nắng thì ra nắng ráo đấy không sao, nhưng trời mưa là cực kỳ nguy hiểm đấy, không lên đường. Trong khi đó, giao cắt với tuyến đường nghìn tỷ này là những con đường liên thôn, liên xã lại có điện sáng. Điều khiến người dân thắc mắc nữa là tuyến đường đã có sẵn hệ thống cáp điện, cột điện, đèn chiếu sáng và cũng đã có thời điểm những chiếc đèn này được bật sáng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hơn một năm nay, hệ thống này lại không được chiếu sáng. Người dân sống quanh khu vực con đường nghìn tỷ mong muốn các đơn vị quản lý sớm khắc phục tình trạng có đèn nhưng không có điện, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.